Thương cho nhiều khán giả đang tìm địa chỉ sửa tivi vì ngỡ bị hư màu. Cộng đồng mạng thi nhau tô điểm cho sân vận động Mỹ Đình. Cơ mà màu xanh hôm nay nó lạ quá. Không khí AFF Cup đang dần nóng lên bởi sự hào hứng trên sân cỏ. Thế nhưng lại là nóng máu vì nhìn màu sân nhợt nhạt, nhiều khán giả cảm thấy không quen. Không ít ông anh còn hoang mang vì cho rằng tivi nhà mình bị hỏng màu hay sao, chứ sân bóng mà nhìn cứ như sân đấu trâu ở Đồ Sơn thế nhở. Vì thương cho sân cỏ thiếu nắng nên thiếu luôn sức sống, các editor online ngay lập tức vào việc. Chỉ bằng vài ba thao tác đổ màu đơn giản, sân Mỹ Đình biến hình trở nên mướt mượt mượt trong tích tắc. Từ xanh non mơn mởn, xanh tươi chói mắt đến xanh đậm mượt mà đều được thể hiện một cách đơn giản mà hiệu quả thì khỏi phải bàn. Đúng là không cần nắng, sân Mỹ Đình vẫn cứ chói chang. Nhiều khán giả thừa nhận, may mà tối qua nhìn lên màu chữ VTV thì mới biết TV nhà mình vẫn ổn. Không thì xém tí nữa đã hạ màn hình đi sửa chữa luôn rồi. Thôi thì có sao dùng vậy, các anh em cứ bình tĩnh, chờ thêm ít tháng nữa. Nắng lên rực rỡ thì sân nó sẽ mướt xanh mà thôi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi 8TV. Tiếp tục ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày.